Sáng nay, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, qua tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng liên ngành vừa phối hợp cùng lực lượng cảnh sát đường thủy bắt quả tang hai xà lan vận chuyển khoảng 430 mét khối cát sông không rõ nguồn gốc. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4, trên sông Hậu thuộc thủy phận xã Vĩnh Trường, huyện An Phú và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng trạm cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh phát hiện bắt quả tang xà lan AG21770 do ông Nguyễn Thanh Thái, sinh năm 1969, trú tại thị xã Tân Châu, điều khiển vận chuyển khoảng 130 mét khối cát sông, và xà lan AG23614 do ông Đặng Văn Lý, sinh năm 1966, trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu điều khiển, vận chuyển khoảng 300 mét khối cát sông không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, ông Thái và ông Lý không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ số cát trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản bàn giao cho công an huyện An Phú và công an thị xã Tân Châu tiếp tục thẩm tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.